Xin kính chào quý thầy cô và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Trần Thơ. Hôm nay thơ hướng dẫn quý thầy cô và các em học sinh đổi tên tài khoản và cái avatar, tức là ảnh đại diện email, cho đúng với tên và hình thật của mình. Trên thực tế, còn khá nhiều thầy cô cũng như các em học sinh còn sử dụng tài khoản email cũng như cái avatar không đúng với tên và hình thật của mình, hoặc là tên tài khoản bị ngược. Thậm chí có những bạn học sinh còn đặt tài khoản email dưới dạng nickname. Khi liên lạc với mọi người, nhất là quý thầy cô, các em học sinh tham gia các cuộc họp và học trực tuyến thì sẽ gây trở ngại không nhỏ đến việc quản lý lớp học, cụ thể như việc điểm danh, theo dõi, tương tác trong quá trình học. Sau đây chúng ta sẽ đi vào thực hiện như sau. Bước 1. Tại đây, quý thầy cô và các bạn học sinh đăng nhập vào tài khoản email. Sau đó chúng ta click chuột vào đây. Chọn phần quản lý tài khoản Google của bạn. Click vào phần thông tin cá nhân. Chọn tên. Giao diện về thông tin cá nhân đã xuất hiện. Ở đây quý thầy cô và các em học sinh cần lưu ý, chúng ta sẽ thiết lập cái tài khoản email theo chế độ tiếng Anh, tức là tên trước, họ sau. Ở đây trong phần tiếng Anh, tức là phần field name này, thì chúng ta sẽ ghi là tên, còn phần last name thì chúng ta sẽ đăng nhập vào đây là họ. Như vậy ở đây chúng ta sẽ đổi ngược lại. Sau đó quý thầy cô và các em bấm lưu. Bước thứ hai, chúng ta click vào phần mũi tên này để quay trở lại với phần giao diện thông tin cá nhân. Sau đó chọn phần ảnh, click vào phần thay đổi, chọn tải lên, chọn ảnh để tải lên. Chọn ảnh và click vào phần Open. Sau đó chúng ta tiến hành điều chỉnh ảnh cho phù hợp với khung hình. Lưu làm ảnh hồ sơ. Chúng ta tiến hành kiểm tra thông tin và hình ảnh. Như vậy, tài khoản của chúng ta đã được đổi lại cho đúng với họ tên và hình ảnh đúng với tên thật của mình. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần học trực tuyến để kiểm tra xem việc thông tin cá nhân đã đúng với tên thật của mình chưa. Ta vào phần ứng dụng Google và chọn Meet. Chúng ta paste cái mã code vào đây và click vào tham gia. Phần giao diện của giáo viên đã có một em học sinh tham gia vào cái lớp học trực tuyến Google Meet. Ở đây chúng ta click vào phần Admit. Như vậy, chúng ta tiến hành kiểm tra là có một em học sinh đã được đổi cái tài khoản email cũng như là cái avatar đúng với tên thật của mình. Như vậy thì cái việc mà chúng ta quản lý lớp học sẽ trở nên dễ dàng hơn trong việc điểm danh, theo dõi cũng như là việc tương tác với học sinh trong quá trình học. Với những cái chia sẻ trên đây,
Hy vọng sẽ giúp ích cho quý thầy cô và các bạn. Mọi người hãy share video rộng rãi cho các thầy cô và các bạn bè khác biết để cùng sử dụng nhé. Nếu thấy video này hữu ích, quý thầy cô và các bạn hãy bấm like, bấm đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông để mỗi lần thơ ra video mới thì quý thầy cô và các bạn là người đầu tiên nhận được. Xin chào và hẹn gặp lại.